Yep. À, xin chào các bạn, mình có lô hàng cuối tuần về Vô Keo. Vô Keo là công ty chỉ biết làm mỗi thứ liên quan đến ren thôi. Taro ren, tạo ren, sửa ren, cắt ren, phá ren. Chứng từ đây. Packing list invoice thì invoice phải giấu đi, rồi mình bán nó lời quá, mình để ra nó bị lộ rồi người ta chạy lòng. Thôi chứng từ bỏ đây đi ha. Bình khang hồi trước nào. Kìm cắt đây đây. Mở rồ luôn. Mở chiến tranh mà nó lan ra hết châu Âu rồi. Khỏi nhập khẩu. Mình đói hàng luôn đó nha. Nói chung là đóng gói của Vô Keo cũng được, nhiều mút. Vô Keo có cái giấy dầu này hay ha. Có muốn này thì gói hàng thôi. Bộ Taro 32 món 495005 là bộ này là chữ danh rồi. Bộ này là điện thoại rồi. Taro chắc cây Taro quá. Nó không nó mở bên kia gần, nó mở đây nè, nó mở đây nè. À. Nó ngang á. Rồi đặt nằm xuống. Khẩu rồi. Đẹp quá ha. 3 đến 12. 3 cây luôn đây. Đâu 3 cây luôn đó, hay 1 cây. Thôi trung tâm. 3 cây ở thôn canh đủ luôn đấy. Đủ luôn ren trong ren ngoài. Tay Quattro tay tự động có luôn. Và thêm một miếng giấy ghi gì đọc chả hiểu. Đó ha. Được rồi ha. Đấy là miếng nó giống như kiểu QC bát á, đúng không? Tức là thằng nào mà lại kiểm tra xong gì đấy, bỏ cái miếng đó vào. Này chắc là tay quay Taro quá. Nó đây á. Này nó cái gì, cúi ra cái gì hả? À, thông tư xong. Chứng từ nó vui lên lấy lên cho. Thôi để em vui đi. Trong mặt xíu à. Lát nó ăn thì nó ngon. Ồ, cái lắc tay. Cắn nhiều phải được không? Nè, cái tay quay cho cái bàn ren bỏ trong đây. 5 điểm luôn rồi. Ren ngoài ha. Tay quay cho ren ngoài. Cái này chắc là sai lớn rồi. Nên mở hàng mối quá. Ô, nặng da keo luôn. Kiếp sau mình sẽ không làm nghề bán sắt nữa. Bán kim cương đồ. Này chắc là vừa stock vừa khách đặt nha. Dưới nào không làm nhiều. Này lâu lâu mình bán khuyến mãi đồ cho nó náo loạn thị trường chơi. Như này không? Đang được. 49511. À từ 13 Taro, Taro luôn mà. Taro đen trâu không mình. Đây là trang trâu. Ồ, đã quá nè. Đúng rồi, cầm cái đó nở nó mở lần đúng rồi. Đấy. À một phát ăn luôn đúng không? Có cái tay luôn. Cái này cái gì đó? À cái này cái tay của nó. Không, tay cái này là cái tay này xỏ ngang này. À. Bỏ kẹp đây. Cái tay quay của nó này. Đã chết đấy. Đã rồi ha. Năm bộ. Tay quay nhìn đẹp nè. Này chắc gì? Sô cô la hả?
Ồ, cái tay quay tay yeah, yeah. Do bằng tay đúng không? Yeah, yeah. Ô, nó có siêu còn siêu. Lột luôn. Cắt cái đi, cắt cái cho khách hàng xem. Thoải mái đi. Bộ này giống bộ nãy với ta. Đâu bộ này khác chứ, nó có mũi khoan nè. Bộ nãy có mũi khoan luôn. Bộ này khác cái quy cách ống gói. Từ sao nhiêu? 13 lắm rồi. 13 lần 12 luôn à? À khác cái trong một ông hộp rồi. Này này không? Thiết bản này. Cái gì đi, có một đồ đi trời. Một 4060. Có gì đủ gì vậy? Thôi khéo khéo quá nè, đóng gói lại cho anh. Nó thiếu rồi, hơi căng á. Không. Dạ. Hiếp hiếp cái. Rồi tê đây. Thôi để thôi. Bộ bộ con mà 3 đến 20, bộ tao đôi ren luôn. Má gì? 1 1. 4951. 251 cái này. Cái này chốt của Đức cứng chứ. Đấy. Bệnh ta tràn luôn. Này nó hai lớp á. Đúng không? Lớp đi. Dán lên. Chốt cứng chưa? Có mật khẩu à? À nó có cái chốt cơ mà, cái cường đây nè. Cái ngàm đây nè. À, rồi. Mình căng dưới. Để đây. Đúng không? Đúng rồi. À, phơi hết cái ruột ra nè. Hai cái bộ. Ừ. Cái. Qua này anh có làm review rồi. Mình dính đôi ren nè. Bộ 3 cây nó bò bọc kí nè. Bọc kê. Cái đơn này sai lớn là nhà sản xuất bọc keo để bảo vệ cái đèn của mình. Đây kia. Đây. Tay quay. Trời ơi, khủng bố. Cái tay quay này. Này tay quay ha. Tay quay ra rô. Tay quay đang chậm. Cái này. Rồi ok. Rồi ok. Để chờ anh tí nha em ơi. Để chờ anh tí luôn. Qua bên đây luôn nè. Ờ không. Hết rồi hả? Ủa sao nhiều vậy mà. Qua đây em ơi. Quay, quay. Theo mà ngày gì cũng cần người lạ không. Rồi hết. Đó, tên gì em? Dạ, anh Long, anh Long giám đốc. Dạ. Tên gì? Boy à? Okay, okay. Boy hả? Đã làm sale bao giờ chưa? Dạ rồi. Làm gì?